Tại Morocco, người ta sản xuất saffron như thế nào? Các loại gia vị đã được sử dụng trong nấu ăn kể từ khi người nguyên thủy bắt đầu đi săn bắt những con voi ma mốt. Gia vị mà con tàu này thực sự rất đặc biệt. Đây là nhụy hoa nghệ Tây. Nó đắt như vàng và mất hơn 160.000 bông hoa để làm ra 1 kg. Vì vậy, nó được coi là gia vị đắt nhất hành tinh. Vậy nó được sản xuất như thế nào? Tại Morocco, mặt trời, đại dương và các loại gia vị. Dọc biên giới sa mạc Sahara với dãy núi Arad khô nóng. Đó là vùng đất lý tưởng để trồng nghệ Tây. Củ nghệ Tây trồng vào tháng 9. Nhiệt độ ở đây thường xuyên lên tới 30 độ C. Vì vậy, họ sẽ không kéo dài mà không tưới tiêu. Giải pháp ở đây là dẫn nước từ giếng tại địa phương thông qua các kênh, luồn lách để dẫn vào ruộng. Sau 6 tháng tưới tiêu, cây nghệ Tây đã phát triển đầy đủ và sẵn sàng để thu hoạch. Nhưng đây không phải là vụ thu hoạch thông thường. Ban ngày, ánh nắng mặt trời làm cho các cánh hoa nở ra. Và nhụy hoa chứa nhiều dinh dưỡng bị phơi nắng. Thu hoạch vào lúc này sẽ làm mất giá trị của saffron. Các cánh hoa vẫn khép sau ban đêm mát mẻ. Đó thực sự là một cuộc chạy đua để thu hoạch chúng trước khi mặt trời mọc. Phải mất khoảng 40 giờ làm việc liên tục để lấy được chỉ 1 kg nhụy hoa nghệ Tây. Sau khi hái, nhụy sẽ được lấy ra từ bông hoa. Tỉ mỉ lấy từng nhánh của nhụy hoa trên mỗi bông hoa. Nhưng những sợi nhụy tươi vẫn còn quá ẩm để làm gia vị. Vì vậy, chúng được phơi khô trong phòng nóng khoảng 12 tiếng. Sau khi thử, chúng được đóng gói mang đi bán. Những người nông dân ở địa phương bán cho các đại lý gia vị tại đền Sahara. Với giá lên đến 10.000 USD trên 1 kg, saffron còn được gọi là vàng đỏ.